Cư dân Los Angeles và du khách từ 12 tuổi trở lên nay phải xuất trình bằng chứng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ để vào các quán bar, vũ trường, thẩm mỹ viện và các địa điểm trong nhà khác ở hạt Los Angeles, California. Biện pháp này được thị trưởng Los Angeles ký thành luật vào đầu tháng 10, được coi là một trong những quy định khắt khe nhất về vaccine COVID-19 trong cả nước. Trước khi Margot bước vào nhà hàng Hot Wheel Chicken, cô xuất trình thẻ tiêm chủng COVID-19 của mình. Bất kỳ ai chưa được tiêm phòng đầy đủ đều không được phép vào trong. Có một số người trong cộng đồng tôi không tiêm phòng, cho nên tôi thích ý tưởng rằng đây là một động lực để mọi người tiến hành tiêm chủng. Tony Casillas đang dùng bữa cùng gia đình. Anh nói rằng anh cảm thấy an toàn khi biết rằng mọi người xung quanh anh đã được tiêm phòng. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn tốt. Tôi nghĩ mọi người nên tiêm phòng. Điều đó khó khăn, nhưng nếu bạn giải thích cho họ lý do của việc đó, rằng bạn đang bảo vệ những người khác như những người thân yêu của bạn, thì tôi nghĩ đó là một cách tuyệt vời để nói với họ rằng họ nên đi tiêm phòng. Và trong khi những khách hàng đã được tiêm phòng được phục vụ nhanh chóng, không phải xếp hàng lâu, thì chủ quán Kim Prince lại thắc mắc về biện pháp này và lo rằng cô sẽ làm ăn thua lỗ và mất khách quen. Khu vực xung quanh Hot Wheel Chicken có tỷ lệ tiêm phòng khoảng 50%. Tôi có thể đến sân bay, nơi tôi đang đứng, và tôi không cần xuất trình thẻ tiêm chủng của mình. Tôi có thể đến cửa hàng tạp hóa và không phải xuất trình thẻ tiêm chủng. Nhưng khi bước vào Hot Wheel Chicken, tôi phải xuất trình thẻ tiêm chủng. Điều đó thật khó hiểu. Những người đã được miễn tiêm vaccine vì lý do tôn giáo hoặc sức khỏe phải chứng minh rằng họ đã xét nghiệm âm tính với COVID trong 72 giờ qua. Một số người nói rằng quy định vaccine mới đã đi quá xa. Nó không cho chúng tôi sống một cuộc sống bình thường, bởi vì tôi nghĩ rằng mọi người nên được lựa chọn đi vào các cửa hàng hay không. Tôi nghĩ rằng khẩu trang đủ rồi, giờ nhiều luật lệ quá. Nếu họ bắt người dân phải trưng bằng chứng về tiêm chủng thì điều đó đi ngược lại với quyền con người. Biện pháp này sẽ bắt đầu được thực thi vào cuối tháng 11 với mức phạt lên đến $5,000 đối với các doanh nghiệp cho phép những khách hàng chưa được tiêm vaccine vào trong.